Cả thế giới lúc này đang hướng sự quan tâm về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào sáng nay. Ít nhất đã có hơn 1.500 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương tại Thổ Nhĩ Kỳ và cả nước láng giềng sau vụ động đất có độ lớn 7,8 làm rung chuyển miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và miền tây bắc Syria. Con số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng khi mà thời điểm xảy ra động đất, hầu hết người dân đang ngủ. Trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 24 km. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất trong 100 năm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, với những rung lắc mạnh kéo dài khoảng 1 phút. Nhiều tòa nhà đã đổ sập sau trận động đất. Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức triển khai các đội cứu hộ và máy bay tới khu vực gặp nạn để tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Còn rất nhiều người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Tôi có một người bạn sống ở tầng trên tòa nhà này. Các con anh ấy đã được giải cứu. Nhưng không biết những người ở tầng dưới sống chết ra sao. Trận động đất rất dữ dội, rất đáng sợ. Phải mất gần 2 phút, nhưng rung lắc mới dừng lại. Còn tại nước láng giềng Syria, các đội cứu hộ đang gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm người sống sót do những trận mưa và tuyết rơi. Nhiều tòa nhà ở khu vực Tây Bắc Syria đã bị phá hủy bởi trận động đất. Nhiều gia đình vẫn còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm họ. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Tây Bắc Syria hiện là khu vực thảm họa. Nhiều nước đã lập tức tuyên bố viện trợ và hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của động đất. Được tin vụ động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, hôm nay quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống nước Cộng hòa Ả Rập Syria Bashar al-Assad. Cũng liên quan đến sự việc này thì ngày hôm nay Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt để tìm hiểu thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân người Việt Nam là nạn nhân. Cho đến cuối ngày hôm nay thì chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất nói trên. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp thì công dân có thể liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân. Quý vị có thể theo dõi trên màn hình. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, số điện thoại cộng 90 545 785 8548. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria 089 306 459 865. Tổng đài bảo hộ công dân cộng 84 981 84 84 84.